Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục Chân Dung tuần này, chúng tôi xin dành thời gian để giới thiệu đến quý vị và các bạn về nhà báo nhạc sĩ Đinh Văn Bình. Không chỉ là một nhà báo sông sáo, năng nổ và nhiệt huyết, tâm hồn của một người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất Ứng Hòa giàu truyền thống Đinh Văn Bình còn được truyền tải qua nhiều sáng tác âm nhạc được nhiều người yêu mến. Với anh, cuộc sống là những giai điệu bất tận. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp của phóng viên. Góp ý.
giết người muốn ngon chen quá nhiều. Anh chọn cho mình một lối sống riêng, một phong cách riêng. Các đề tài anh chọn thường hướng đến những nơi nông thôn, những chốn quê và những người nông dân chất phác hiền lành. Rồi thì vừa làm báo, anh vừa tìm cho mình những sở thích riêng và âm nhạc đã song hành cùng anh trên con đường sáng tác. Nhạc sĩ nhà báo Đinh Văn Bình sáng tác rất nhiều ca khúc về Bác Hồ và rất nhiều ca khúc viết về mái trường, thầy cô, thiếu nhi. Anh có rất nhiều tác phẩm viết về làng quê Việt Nam. Những tác phẩm của anh thì rất là xúc tích, rất là gần gũi với những người dân quê hương chúng tôi. Và tôi rất yêu quý những tác phẩm của anh. Bắt đầu sáng tác ca khúc từ năm 2008, việc viết nhạc đến với anh một cách tình cờ khi một người bạn thân nhờ anh ký âm cho một sáng tác mới. Quá trình ký âm chỉnh sửa bản nhạc cũng là lúc anh mày mò đọc các sách về âm nhạc, kiến thức về sáng tác ca khúc. Bản nhạc đầu tiên được viết đi viết lại nhiều lần, mỗi lần viết lại là mỗi lần anh tích lũy thêm những kỹ năng về sáng tác ca khúc, để từ đó cho ra đời những bản nhạc tiếp theo ghi dấu ấn với người yêu âm nhạc. Đến nay, nhà báo nhạc sĩ Đinh Văn Bình đã viết được trên dưới 80 ca khúc âm nhạc với các chủ đề về tình yêu, quê hương đất nước, mái trường, thầy cô và tuổi học trò. Em ngồi em vẽ Bác Hồ, sen hồng thơm ngát. Anh viết có thể nói là liên tục. Đấy. Hết tác phẩm này đến tác phẩm khác. Và viết nói về từ những cái nhỏ nhất trong cuộc sống. Đấy. Những cái sự việc hàng ngày của làng, của xóm, của những ngành nghề mà rất là thông thường thôi. Có thể người ta tránh nhưng mà Đinh Văn Bình vẫn xông vào những cái đề tài đó, thì tôi cho đấy là một cái gì cho tôi ham học hỏi. Đấy. Còn đương nhiên là con đường của Đinh Văn Bình thì tôi cho là nó còn rộng mở và rất là có nhiều thời gian để mà học hỏi, vì anh Bình hiện nay là còn rất trẻ, một tác giả trẻ. Đấy. Và đặc biệt là rất là yêu quê hương. Anh có những bài viết về quê hương thì tôi cho là cái cách nghĩ cũng rất là tốt. Năm 2018, được nhạc sĩ Đặng Tài Tuệ giúp đỡ, giới thiệu anh về Hội âm nhạc Hà Nội. Được tham gia sinh hoạt tại Hội âm nhạc Hà Nội, tiếp xúc, học hỏi nhiều các nhạc sĩ tên tuổi, đã giúp những tác phẩm của anh ngày càng có chất lượng tốt hơn, là điểm tựa để anh viết thêm nhiều bài hát mới, ổn định hơn về nội dung và hình thức tác phẩm trong những năm tiếp theo. Tuyển tập âm nhạc Thao Thức Bên Sông gồm 105 ca khúc với nhiều chủ đề và tự âm khác nhau vừa được ra mắt trong những ngày đầu năm, đã được giới văn nghệ sĩ đánh giá cao và ghi nhận như một thành công của nhạc sĩ trẻ mới chỉ ngoài 35 tuổi này. Thao Thức Bên Sông thì anh viết trên dưới 100 ca khúc. Thế và anh em tôi đánh giá là tất nhiên là những cái tác phẩm của anh Đinh Văn Bình thì chưa phải là đánh giá cao. Tuổi 35 tuổi, 35, 36 tuổi mà viết trong cái số lượng như thế là cũng các nhạc sĩ Việt Nam là hơi khó.
các nhà sáng tác là cũng phải phải là đáng ngợi ca. Chính anh em tôi đấy, kể cả anh Đoàn Bổng, anh Đăng Tài là những nhạc sĩ rất thân thiện đối với nhạc sĩ Đinh Văn Bình. Thế nhưng cảm phục anh là một con người trẻ, tài năng, và vừa viết báo, vừa làm nhạc, mà lại đối với cuộc sống đời thường lại rất rộng rãi, bạn bè giao lưu, rất là chất nghệ sĩ. Thế nhưng mà đời thường, mọi đời thực thì anh lại rất giản dị. Cháu
tôi thấy rằng là đấy là một cái con người rất là đáng quý, bởi vì có những cái tâm hồn về âm nhạc và lại yêu những cái mảnh đất quê hương mình đã sinh ra mình, biết về những mảnh đất quê hương mình, nơi mà đã nuôi dưỡng lên tâm hồn và tính cách con người của nhà báo nhạc sĩ Đinh Văn Bình. Âm nhạc như dòng máu âm thầm mà đầy sức sống vẫn luôn chảy trong con người anh, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người nhạc sĩ này. Trên cả đam mê hơn cả yêu thích, âm nhạc và làm báo là hai lĩnh vực không thể tách rời trong Đinh Văn Bình. Thành đạt và gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc đời làm báo cũng như sáng tác âm nhạc. Song nhà báo nhạc sĩ Đinh Văn Bình luôn hướng về các miền quê. Trong mỗi sáng tác của anh đều nói lên sự đổi thay từng ngày của nhiều miền quê hương, mọi miền. Bài hát đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, đó là bài Có Phải Mẹ Tìm Anh. Bài hát được tôi dựa trên ý thơ của nhà thơ Kiên Duyên với cảm xúc viết về một người mẹ nhân dịp kỷ niệm ngày 27 tháng 7 ngày thương binh liệt sĩ. Hình ảnh người mẹ đi riêng nghĩa trang như tìm kiếm ai, bất chợt bật lên trong tôi một câu nhạc đầu tiên: mẹ vẫn tìm một bát nước vối xanh, run run nhấm để mai thành vị đắng, hoa ngâu rụng đậu về trên tóc trắng, nhắc tên con.
Trang văn học nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.